Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất trồng trên dù 50. Cây rất là đẹp. Giờ này thì quả chưa chín, mới đang có phát mã thôi. Quả rất là to. Và vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên quý vị các bạn nhé. Và mình tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua hoặc là về tham quan thì quý vị và các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Mình dẫn quý vị và các bạn đi vòng để tham quan cái vườn quất này. Với vườn quất này thì cây rất to, phân bố quả đều. Giao thông rất là thuận lợi để việc bốc xếp cây lên ô tô.